Anh đã up cái beat của đúng đúng lên chưa? Em nhớ chị đóng MV chung với Jack mà. Thì em nhớ đúng rồi đó. Nè, tự nhiên bây giờ nghe lại hay vãi thề. Thôi biết bài gì không? Đi. Cảm ơn tôi. Nghe được không? Em tưởng chị là đó. Trời ơi, em cũng phải suy nghĩ nữa hả? Thôi, đừng có nhiều thông tin như kiểu tôi được mời đóng bởi cây xem hay gì. Thôi, tôi có đóng, đúng. Hồi đó là kêu đóng thì gọi là người ta gửi giấy mời. Người ta kêu mình đóng MV chung thì vui vẻ. Trời, thời điểm đó có biết gì đâu má. Thời điểm đó người ta đàng hoàng tử tế, có phốt phít, có quần què gì đâu má. Bình thường người ta rủ ra đóng MV chung thì vui vẻ. Thời điểm đó anh hot vậy thì hả, anh rủ đóng MV mấy rồi, chẳng lẽ tao nhìn trước tương lai thì thôi má, không đóng đâu má ơi, drama lắm hả? Trời, hồi đó tao biết gì đâu. Trời đất ơi, người ta mời xe đi đón về, đi đóng MV xong về công việc ai người đó làm, xong rủ lên reaction chung. Trời ơi, xong cái tự dưng bây giờ em nhớ ngày xưa chị đóng MV mà. Rồi sao bà? Đúng. Cái gì? Bài của sếp hát sao ta? Vèn nguyên, na 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 na. Bài này hay. Viết ra beat thì bạn ấy mới mua full beat được, bạn ấy viết full beat được. Thấy chưa? Thấy tớ cố gắng như nào chưa mọi người? Thấy tớ thức đêm thức hôm như nào chưa? Vất vả. Vất vả. Thế mà. Chịu. Em tưởng chị có mối quan hệ thân thiết với anh Jack, nếu không phải em xin lỗi. Cái đó chị không dám nhận à. Cái đó là cái mối quan hệ giữa hai người thì tôi không có dám nhận thân thiết. Tại vì tôi thấy mấy người thân là đang gặp biến cố đó. Nên tôi là chỉ xương xương vậy thôi chứ thân chỗ nào má. Ý là nghĩ sao mà kêu em nghĩ. Giống như Hà làm như ngày nào tôi cũng nhắn tin hay là tương tác qua lại trên mạng xã hội hay gì á. Ngày nào tôi cũng nhắn tin qua lại đi, tự nhiên đùng cái câu chuyện cái tôi lật mặt. Họ cũng cái bài đó luôn á. Chôn rồi nó pen tất cả nó làm cái phết rất ok nhá. Anh này giờ anh còn làm nhạc không anh? Anh trô gì đó. Tất cả là đánh tay đó mọi người ạ. Thế là đánh tay nhá. Không có dùng loop phần mềm nhá, tất cả đánh tay nhá. Hay vậy? Mấy ngày rồi. Ba chịu uống rồi. Trời ơi, đánh tay luôn hả? Ác vậy? Thân tàn má dại thiệt á. 20k xin lỗi đi. 20k xin lỗi giùm chị sẽ tha thứ cho em nha. Cảm ơn em nhiều. Tinh. Má mà sao nó giống như là một cái gọi là một cái ơn trên phù hộ hay sao á, mà sao tự dưng đúng cái đoạn mà hả phốt xảy ra thì lại còn đúng cái lick ngày xưa, lick đúng cái đoạn ghi âm nhờ làm beat giùm, cái xong rồi sau này lại vì cái chuyện đấy mà tranh cãi với nhau. Hai cái đầu tiếp có bộ dạng học